Rồi, ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh GD Game Mobile của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết bên server châu Âu nhé anh em nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bên server A, không biết là bên server A, là bên server Âu hay là bên server America ấy. Rồi, ok. Ngày hôm nay thì nội dung chính của video của chúng ta sẽ tiến hành đi test đối với em tướng Tony Tony Chopper và đã có cái kỹ năng SP rồi anh em nhé. Và đối thủ của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là đến từ một người chơi đấy ở bên cái server A, đó là người chơi Premax. Đối với người chơi Premax anh em ạ, hiện nay trong team của bạn ý thì có em tướng Tony Chopper và kỹ năng SP hiện nay là đang kỹ năng SP 13. Bạn ý đang bui theo cái hướng là 3244, như vậy là ưu tiên đấy, mắc kỹ năng SP là kỹ năng 4 đấy, để tăng tốc độ cho tướng team ta này, xóa cái hiệu ứng xấu và xóa cái hiệu ứng khống chế tập thể cho đơn vị đồng minh của phe ta anh em ơi. Đồng thời khi mà ulti nó sẽ gắn cái khiên miễn dịch cho hai tướng đồng minh với lượng máu thấp nhất nhá anh em nhá, ở trong team của ta. Đây là cái kỹ năng full SP của cái kỹ năng thứ 3 của Tony Chopper. Và đối với kỹ năng thứ 4 của Tony Chopper thì vào đầu trận sẽ nhận được 10 cái dấu ấn là Rumble Ball. Đối với cái dấu ấn Rumble Ball này thì nó sẽ chuyển hóa 3 cái Rumble Ball thành một cái dấu ấn Nasten miễn tử một lần cho Tony Chopper nha anh em nhé. Ok, đối với đội hình team của người chơi Premax thì hiện nay team của bạn ý được chiến là 3.750.000 anh em nhé. Có một em tướng Edward Review này, 10 sao này, Onizoro. Hiện nay Onizoro của bạn ý là đang SP 15, chỉ còn một never nữa thôi là sẽ full SP 16. Ok, Tony Chopper SP 13 này. Hiện nay Sabo của bạn ý thì 11 sao và SP 3. Và cuối cùng là em tướng Wanomako 9 sao. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng con ác của người chơi, của một bạn chú Đức Độ ở trên Facebook kết bạn với mình, và mình mượn ác của bạn ý để vào test em tướng Tony Chopper nha anh em nhé. Ok, bây giờ sẽ sử dụng một cái đội hình đấy, lực chiến nó sẽ ngang ngang với team của cái người chơi Premax thôi, 3.7 thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng sử dụng đây Zoro đi, Zoro Luffy đi đấy. Như vậy là team của mình thì hiện nay thì đang có em tướng Kaido. Kaido thì khả năng hơi mạnh anh em ạ. Đấy, ok, như vậy là có thuyền trưởng, thuyền phó này, rồi mình sẽ cho tiếp cho thêm em tướng Sengoku vào nha anh em nhé. Ok, đấy, như vậy là đã đủ 3 hệ và đủ búp hệ của con tướng Sabo rồi. Lực chiến hiện nay là 3.6, hơn 3.6, như vậy là ngang với người chơi Premax. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào để test xem đấy, đối với đấy, người chơi Premax này thì em tướng Tony Chopper nó sẽ thể hiện như thế nào, búp máu như thế nào anh em nhé. Như vậy là trong cái kỹ năng 1 của em tướng Tony Chopper, anh em có thể thấy là nó vẫn là tấn công cái mục tiêu tướng ở vị trí phía trước mặt của nó anh em ạ. Và vừa rồi đấy, khi mà nó chuyển hóa sang cái dạng thú và nó tấn công kèm theo một cái lượng hồi máu khoảng 6-700.000 máu hồi anh em ạ. Nếu như so sánh đối với cái con tướng Wanomako mà cùng với số lượng là 11 sao và có SP là 13 như em tướng Tony Chopper, thì mình nghĩ là kỹ năng 1 của Tony Chopper nó sẽ không hồi máu được cao như con tướng Wanomako. Đấy cũng là một điều rất là tất nhiên thôi, bởi vì trong cái kỹ năng của em tướng Tony Chopper ấy thì nó sẽ hồi máu cho một đồng minh với lượng máu thấp nhất thôi. Đấy, như vậy là trong kỹ năng ulti đấy, vừa gây đam và vừa hồi máu, anh em để ý là vừa rồi đấy, nó hồi một lượng máu là 3.3 máu và gây một lượng sát thương là 3.000.000 sát thương. Đấy, như vậy là em tướng Tony Chopper này của chúng ta sẽ không thiên hoàn toàn đấy, không thiên hoàn toàn là một em tướng hút máu mà nó vừa đam vừa hút máu và vừa gọi là tank support luôn. Đây anh em thấy là sau hai turn đầu tiên, ở trong cái trận đánh đầu tiên thì Tony Chopper của chúng ta là gây ra được cái lượng sát thương là 3.2 anh em ạ, và lượng hồi máu là 4.2. Bây giờ thì mình sẽ cùng đổi lại cái đội hình của mình một chút. Vừa rồi cái đội hình của mình thì khá là cùi bắp. Đấy, bây giờ mình sẽ đổi đội hình đấy, đưa em tướng Dragon Kaido vào, và bây giờ thì đang thiếu này, sử dụng một em tướng tanh cái Wano Luffy đi. Như vậy là hiện nay là đã mới được hai hệ thôi, vẫn đang thiếu một hệ nữa, và đang thiếu một hệ nữa ở đây thì sẽ cho em tướng Edward Review vào. Ok, đấy, như vậy là bây giờ thì đã đủ 3 hệ rồi nhá. Bây giờ thì sẽ cùng đi PK lại đấy, để chúng ta cùng test xem em tướng Tony Chopper ấy khi mà thi đấu thì nó sẽ như thế nào, và cái lượng hồi máu này và khả năng ấy tạo hiệu ứng của em tướng Tony Chopper như nào nhá. Đấy, vừa rồi nếu như anh em có thể để ý thì trong cái kỹ năng thứ nhất của Tony Chopper, khi mà nó tấn công đấy,
con tướng Wanomaku, thì đồng thời em tướng Onizoro, cái team của người chơi Premax, thì nó có nhận được cái dấu ấn là tăng cái giảm sát thương. Thì đấy chính là trong cái nội tại cái kỹ năng 1 của Tony Chopper, là sau khi sử dụng kỹ năng thì nó sẽ tăng cái giảm sát thương cho tướng đồng minh của phe ta nhé anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đấy, đến cái màn ulti đấy của em tướng Tony Chopper. Hiện nay Tony Chopper thì sau khi vào đầu trận nó nhận 10 cái ấn Rumble Ball, và vào đầu trận một cái thì nó đã chuyển hóa 3 cái ấn Rumble Ball đấy thành một cái dấu ấn Last Stand rồi. Đây là ulti này, tiếp tục là 1.7 triệu và hồi 3.2 triệu máu. Và đấy anh em thấy chưa, sau khi ulti xong nó gắn cái khiên miễn dịch cho hai tướng đồng minh với lượng máu thấp nhất phe ta, đó là em tướng Edward Review và em tướng Sabo. Đây chính là cái khả năng cover đấy của em tướng Tony Chopper nha anh em nhé. Đấy, như vậy là vừa rồi sau cái đoàn ulti tấn công toàn thể của Dragon Kaido thì đã bị mất cái khiên miễn dịch rồi. Như vậy là rất là ok, mình thấy là đây là một cái khả năng chủ động đấy của em tướng Tony Chopper, và nó sẽ làm cho các cái quan tướng team ta có khả năng chống chịu cao hơn. Nó khác với em tướng Wanomaku là khi tướng đồng minh của team ta nhận sát thương chí mạng thì nó mới chia sẻ sát thương và gắn cái khiên miễn dịch. Thì ở đây Chopper, nếu anh em bui tốc cao nhất trong team của anh em thì sau khi ulti nó sẽ gắn hai cái khiên miễn dịch đấy cho hai tướng đồng minh với lượng máu thấp nhất của phe ta. Như vậy là chủ động để phòng ngừa thì nó sẽ tốt hơn là bị động như em tướng Wanomaku anh em ạ. Đấy, rất là ok nhá. Đấy là cái ấn Rumble Ball, và hiện nay cái ấn Rumble Ball của Tony Chopper thì đã tích được 10 cái tầng ấn Rumble Ball rồi. Trong cái nội tại cái kỹ năng thứ tư của con tướng Chopper ấy, thì cứ khi nào mà nó sử dụng cái dấu ấn Last Stand ấy anh em ạ, nó sử dụng hết cái dấu ấn Last Stand thì nó mới tiếp tục chuyển cái dấu ấn Rumble Ball. Nên là ở trận đánh thứ ba tí nữa sau khi kết thúc trận đánh này thì mình sẽ tiếp tục đưa em tướng Young Ryan vào trong team đấy, để chúng ta sẽ cùng test cái cơ chế là chuyển cái cơ chế là sử dụng dấu ấn Last Stand và chuyển cái dấu ấn Rumble Ball nhé, xem nó có chuyển ngay trực tiếp hay không đấy, hay là sang cái turn tiếp theo nó mới chuyển, và nếu chuyển thì nó sẽ chuyển được bao nhiêu lần nhé anh em nhé. Đấy, xem cái khả năng gọi là bất tử của em tướng Tony Chopper thì nó bật bao nhiêu lần. Đấy, như vậy là anh em để ý thì từ đầu đến cuối đấy, từ đầu trận đến bây giờ thì khi mà em tướng Tony Chopper nó sử dụng cái kỹ năng 1 ấy thì nó đều gắn cái ấn là tăng cái giảm sát thương đấy cho con tướng là Onizoro. Như vậy là đối với cái dấu ấn giảm sát thương này thì khả năng là trong cái kỹ năng 1 mình không nhớ kỹ thì nó sẽ gắn đấy, cho cái con tướng với sức tấn công cao nhất của team ta anh em ạ. Ok, tiếp tục nhá, chúng ta sẽ cùng để ý tiếp cái đoàn đánh ulti đấy của em tướng Chopper. Rồi, thanh tẩy rồi anh em ơi. Đấy, sau khi ulti này, đấy, ulti hồi 2.6 triệu máu và tiếp tục lại gắn khiên miễn dịch cho hai con tướng đồng minh với lượng máu thấp nhất của phe ta. Và đối với cái hiệu ứng mà tạo khiên miễn dịch này thì nó sẽ không tính ở trong cái liên kích mà nó chỉ tính ở cái lần sử dụng đầu tiên thôi. Đấy, chứ không thì nó sẽ lại gắn nhiều với khiên miễn dịch quá đúng không anh em? Rất là chủ động luôn. Và trong cái nội tại cái kỹ năng thứ ba của Chopper ấy, khi mà sau khi mà sử dụng kỹ năng ulti xong thì nó sẽ 100% cơ hội là xóa hiệu ứng debuff cho một tướng đồng minh của phe ta, và nó sẽ 100% cơ hội là xóa cái hiệu ứng khống chế tập thể đấy cho một tướng đồng minh của phe ta. Thì đối với hiệu ứng tập thể ở đây, khống chế ở đây ví dụ như là hiệu ứng choáng này, hiệu ứng chói này đấy, hoặc là hiệu ứng đóng băng, thì cái này sẽ rất là ok luôn. Nếu như các con tướng ở phe ta ấy mà nó bị dính cái hiệu ứng mà thua tốc của team đối phương đấy, hoặc là dính cái hiệu ứng khống chế này, hiệu ứng debuff từ cái turn trước, thì Chopper mà tốc cao thì nó sẽ thanh tẩy được cái hiệu ứng đó cho con tướng của team ta, để con tướng của team ta tiếp tục sử dụng cái kỹ năng thì sẽ rất là ok luôn anh em ạ. Ok nè, mình sẽ xem cái tầng ấn Rumble Ball. Đối với cái dấu ấn Rumble Ball của Chopper thì ở đây nó chỉ có mỗi là một cái hiệu ứng, đó là chuyển đấy, một số lượng Rumble Ball nhất định để chuyển thành cái dấu ấn Last Stand thôi. Còn lại là có cộng dồn 10 tầng hay không thì nó cũng không cộng cái chỉ số gì cho Chopper cả, mà nó chỉ lưu lại ở đấy và sau đó nó sẽ chuyển hóa. Khi nào cần thì nó sẽ chuyển hóa thành cái dấu ấn Last Stand nhé. Ok, mình sẽ kết thúc trận đánh này và mình sẽ tiếp tục đấy, test lần thứ ba là đưa ấy, em tướng Young Ryan vào để có thể là clear team của bạn ý, để xem em tướng Chopper cái cơ chế hoạt động của cái dấu ấn Rumble Ball nhé. Lần này chúng ta sẽ test cái cơ chế hoạt động của dấu ấn Rumble Ball.
Đấy, tiếp tục là đòn đánh kỹ năng 1. Như vậy đòn đánh kỹ năng 1 của Chopper là tấn công hàng dọc ở vị trí phía trước nha anh em nhé. Vẫn theo như kỹ năng rồi. Ok, như vậy là Oni Zoro với khả năng gây đam cực kỳ ok luôn anh em ạ. Cực kỳ ngon luôn. Vừa rồi sau cái đòn đánh kỹ năng 1 một cái là nó đã bật bắt con tướng Wanomaku là phải chia sẻ sát thương chí mạng cho con tướng Sabo và bật ngay cái khiên miễn dịch rồi. Ngoài ra thì nó kèm theo cái hiệu ứng câm nặng đấy cho cái con tướng Dragon Kaido nữa. Như vậy là em tướng Oni Zoro vẫn xứng đáng là một con tướng hiện nay là đang đứng ở vị trí top 1 đấy, các cái con tướng sát thương đấy, thuộc dòng tứ hoàng và cả trong cái con game kho báu truyền thuyết đấy, tính đến thời điểm hiện tại anh em ạ. Đây ulti của Tony Chopper đây anh em ơi. Tiếp tục này, 3 triệu 6 sát thương và hồi 2 triệu 8 máu, rất là ổn định luôn. Đấy, bật khiên miễn dịch cho hai con tướng với lượng máu thấp nhất của team ta, cực kỳ là ổn định luôn anh em ạ. Đây sau đó đấy, sau đó sẽ đến màn ulti của Young Dragon. Thì sau khi ulti của Young Dragon thì lúc này Edward Preview đấy và em tướng Sabo đấy đã có cái khiên miễn dịch rồi, và Young Dragon thì ulti vào em tướng Edward Preview ở đòn đánh đầu tiên, như vậy là chỉ mất một cái khiên miễn dịch thôi, nên là cái lượng sát thương của Young Dragon gây ra anh em có thể thấy là cực kỳ thấp luôn, chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Và sau đó thì đến lượt là Oni Zoro clear. Như vậy là hiện nay thì Young Dragon đấy cũng phải chấp nhận là lui từ vị trí top 1 các con tướng sát thương đấy xuống thành top 2 rồi anh em ạ. Đấy, sau khi có các cái con tướng khác, và anh em thấy đây, với chỉ 2 turn thôi thì Oni Zoro thì 12 triệu sát thương, trong đó thì em tướng Chopper đấy với 5.777.000 sát thương còn cao hơn cả Young Ray, và hồi máu là 6.3 triệu. Rồi bây giờ thì mình sẽ mượn em tướng Tony Chopper này nha anh em nhé, để đi cái Infinite Cheer. Hiện nay thì mình đã mượn rồi, và đây mình sẽ đưa em tướng Tony Chopper đấy vào trong team nha anh em nhé. Như vậy thì đối với em tướng Tony Chopper và em tướng Wanomaku thì cả hai con tướng này thì nó sẽ không trùng nội tại, bởi vì con tướng Wanomaku thì nó sẽ có cái nội tại là chia sẻ sát thương, còn em tướng Tony Chopper thì không có nội tại chia sẻ sát thương, nên là chắc là sẽ ok thôi, sẽ không bị trùng nội tại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test xem cái cơ chế hoạt động của cái ấn Rumble Ball của em tướng Tony Chopper nhé. À, nhưng mà tuy nhiên là để cái team với đội hình cái lực chiến nó cao như thế này thì khả năng là để team của Infinite Cheer này mà có thể tiễn Impel Down đấy. Ok này. Rồi, khả năng là vẫn sẽ đi được anh em ạ. Đấy, như vậy là vào đầu trận nhá, thì khi mà Tony Chopper nó nhận được 10 cái tầng ấn Rumble Ball thì nó sẽ chuyển hóa ngay lập tức đấy ba cái ấn Rumble Ball thành một cái dấu ấn Nasten. Anh em có thể thấy hiện nay trên đầu của Chopper đấy chỉ còn có 7 cái dấu ấn Nasten thôi nha anh em nhé. Và vào mỗi lượt đấy, hoặc là khi mà biến mất một vài cái ấn thì nó sẽ có phần trăm là nó sẽ được nhận thêm một cái ấn Rumble Ball. Vừa rồi thì sau cái pha ulti của Chopper thì hiện nay hai cái ấn khiên miễn dịch thì nó được gắn cho con tướng Dragon Kaido và em tướng Young Wayne. Đấy, như vậy là đã miễn được một đòn ấy tấn công của em tướng Doflamingo rồi anh em ơi. Ok này, đấy anh em thấy là mấy cái con boss này, PvE mấy con boss này rất là khủng luôn anh em ạ, rất là khỏe. Hiện nay em tướng Wanomaku 9 sao đấy của người chơi Chu Đức Độ của chúng ta thì đã lên đường rồi. Hiện nay thì còn 4 đấu với 5 và 4 con tướng chính. Chopper hiện nay thì bước sang turn số 3 thì đã tiếp tục lại tích lại đấy, đầy đủ được 10 cái tầng ấn Rumble Ball rồi nhá anh em nhá. Bây giờ mình mong là em tướng Chopper, à mà một điều nữa quên mất, đó là em tướng Chopper này khi mà xếp ở hàng giữa hoặc hàng sau đấy thì nó sẽ được tăng cái sát thương đấy, còn xếp một mình ở hàng trước đấy, xếp ở hàng trước hoặc đứng solo ở hàng trước đấy thì nó sẽ được tăng cái giảm sát thương. Hiện nay thì mình đang xếp ở hàng giữa, do vậy là Chopper của chúng ta thì hiện nay đang được tăng cái giảm sát thương anh em ạ. Đang được tăng cái lượng sát thương đấy, còn lại nếu xếp hàng đầu cơ thì nó mới được tăng cái giảm sát thương. Không biết là liệu Chopper có chết được không đây. Chúng ta sẽ cùng phải chờ đến turn số 5 hoặc turn số 6. Đấy, sang turn số 6 khi mà các cái con boss nó sử dụng. Ui dồi, rất ok luôn. Đây này, đây này, đây này, ok. Như vậy là Young Rainen đã lên đường rồi. Và vừa rồi chính là cái bị mất máu anh em ạ. Cái hình trái tim rách kìa, bị mất máu là con tướng Chopper. Nó đã đấy, sử dụng một cái dấu ấn Nasten, tức là bất tử và miễn tử của cái đòn đánh đó rồi. Và hiện nay đấy, trong cái turn số 6 thì con tướng Chopper vẫn chưa có cái dấu ấn Nasten nha anh em nhé. Để xem là nó bao giờ nó chuyển hóa nhận dấu ấn Nasten. Ok, như vậy là vừa rồi anh em thấy là
khi mà con tướng Doflamingo nó tấn công vào em tướng Chopper thì Chopper đã tiếp tục đấy chuyển hóa ba cái ấn Rumorbolt thành một cái tầng ấn Nasten, và như vậy là Chopper sẽ tiếp tục đấy lại được miễn tử một lần. Và vừa rồi thì Chopper lại đấy lại sử dụng một cái tầng ấn Nasten rồi anh em ơi. Như vậy là bây giờ nó đã miễn tử được hai lần rồi và đang còn sáu cái ấn Rumorbolt. Và tiếp tục anh em có thể thấy là vừa rồi khi mà con tướng Doflamingo tấn công vào em tướng Tony Chopper, anh em thấy chưa, tấn công vào em tướng Tony Chopper thì lúc nãy mình, nếu mình nhớ không nhầm thì Chopper là còn 6 cái ấn Rumorbolt, thì vừa rồi đã sử dụng 5 cái ấn Rumorbolt đấy để chuyển hóa thành cái dấu ấn Nasten và tiếp tục sẽ được miễn tử lần thứ ba, gọi là miễn sát thương chí mạng một lần thứ ba. Thế như vậy là tổng là 3 lần rồi, không biết là tiếp tục sẽ còn nhận được lần nào nữa không anh em ạ. Đấy, như vậy là hiện nay là đang được 3 lần. Và nếu như mình nhìn, nếu mình nhớ không nhầm thì lần đầu tiên là sẽ là 3 quả bóng Rumorbolt này, lần thứ 2 tiếp tục là sẽ mất 3 quả bóng và lần thứ 3 là mất 4. Và vừa rồi tiếp tục Chopper đã sử dụng cái tầng dấu ấn Nasten rồi nhá. Và hiện nay thì Chopper đang có 2 cái ấn Rumorbolt thôi, sẽ không đủ để chuyển hóa thì khả năng là sẽ 3 lần thôi. Không biết là liệu có tiếp tục được không, nhưng quan trọng là Chopper phải nhận được trên 3 cái dấu ấn Rumorbolt cơ. Khả năng là sẽ chết anh em ạ. Rồi, sau ulti của dâu đen thì khả năng sẽ chết thôi. Ok này, không biết là liệu có kịp để tăng cái dấu ấn Rumorbolt lên 3 ấn Rumorbolt không. Rồi, như vậy là vừa rồi đấy, đã tăng được lên được 4 cái dấu ấn Rumorbolt rồi anh em ơi. Và cái điều kiện để chuyển hóa như thế nào đây, điều kiện để chuyển hóa đây. Ok, như vậy là chỉ có 3 lần thôi. Hiện nay đã 4 ấn Rumorbolt rồi vẫn chưa chuyển này. Đấy, tiếp tục 5 ấn Rumorbolt rồi Chopper vẫn chưa chuyển. Đấy, vẫn chưa chuyển cái thành cái dấu ấn Nasten. Đấy, hay là tối đa chỉ có 3 lần thôi. Đây, chúng ta sẽ qua trận đánh này, chúng ta sẽ được thấy cái nội tại của Chopper. Rồi, tiếp tục. Rồi, bị ăn đam này. Tiếp tục này, sau khi tấn công này, như vậy là vẫn 5 cái dấu ấn Rumorbolt và chưa chuyển anh em ạ. Chưa chuyển, như vậy. Đấy, như vậy hiện nay nó xảy ra hai trường hợp chúng ta có thể phân tích. Một, đó là tối đa thì con tướng Chopper có thể sử dụng cái dấu ấn Nasten miễn tử 3 lần. Còn cái trường hợp thứ hai đó là cứ mỗi một lần ấy cái dấu ấn Nasten biến mất và chuyển cái tầng ấn Rumorbolt thì cái số lượng ấn để tiêu thụ nó sẽ tăng lên. Ví dụ như ở lần đầu tiên là 3 này, lần thứ hai là 3 này, lần thứ ba là 4 này và lần thứ tư thì có thể tăng lên 6 hoặc 7. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng check lại em tướng Chopper một chút nhá, để xem là liệu nó có quy định ở trong cái này không, nó có nói rõ ở trong cái kỹ năng 4 này không. Đây nhá anh em ơi, đối với cái ấn Rumorbolt đây thì nó chỉ nói là cộng dồn tối đa 10 lần này. Tiếp theo này, đây chúng ta sẽ đây này, khi vào đầu trận nhá. Đấy, khi vào đầu trận này, Chopper sẽ nhận 10 tầng ấn Rumorbolt này. Tiếp theo mỗi tầng ấn Rumorbolt ấy sẽ nhận một tầng ấn Rumorbolt nếu cứ mỗi lần đấy cái dấu ấn Suppression có thể là Attack hoặc Healing ấy được sử dụng thì nó sẽ nhận này. Charge tức là nó sẽ đổi một số lượng ấn Rumorbolt đấy để chuyển thành cái dấu ấn Nasten trước khi bị tấn công. Như vậy là trước khi bị tấn công, nếu như bạn chưa có cái dấu ấn Nasten đấy bởi kỹ năng, và cái này nó sẽ không thực hiện bởi kỹ năng này, và có đủ Rumorbolt với điều kiện là đủ ấn Rumorbolt. Và đây nó quy định lên này anh em ơi, đây nó có quy định lên này, lần đầu tiên cái dấu ấn Nasten thì sẽ được quy đổi bằng 3 cái bóng Rumorbolt. Tiếp theo là cứ sẽ tăng lên mỗi lần ấy một lần này bạn hoạt động cái dấu ấn Nasten thì nó sẽ tăng lên ấy một khả năng, nó mỗi lần nó sẽ tăng lên một bóng. Như vậy là lần đầu tiên thì sẽ là sử dụng 3 bóng, lần thứ hai là sử dụng 4 bóng, lần thứ ba là sử dụng 5 bóng. Như vậy là ở trong cái trận đánh lúc nãy của chúng ta thì Chopper ấy trước khi chết là nó chỉ có 5 cái tầng ấn Rumorbolt, như vậy là không kịp để chuyển sang mà nó phải có 6 ấn đấy, thì nó mới có thể chuyển sang được cái dấu ấn Rumorbolt được anh em ạ. Đấy, ok đấy, như vậy là đấy chính là cái nội tại kỹ năng thứ tư của em tướng Tony Chopper là như vậy anh em nhé. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.